cả nhà kìm, tiếp tục đi rước con Hải Lì nha. Hình như trời mưa cả nhà ơi, trời mưa chết cha, trời mưa chết cha mưa rồi, chết cha trời mưa rồi. Trời, mấy nay đi rước con hết lên là bị mưa rồi. Trời xui, giờ này đi rước con Hải Lì cái bị mưa cả nhà. Chết rồi, sao đi rước nó được mưa. Home. Yeah. Can you ask grandma for the umbrella, and then can you bring on the side door for me because it's raining? I'm trying to pick her up but it's raining. Okay. Yeah, the side door, okay, not the elevator door. Okay. Yeah, side door, you know, a door goes straight and make a left. Yeah, it has a balcony, right? Yeah, yeah, not the elevator, okay? So, okay. Yeah, 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 yeah. Okay, bye. Trời ơi, gọi mẹ Hải Lì cứu lửa là không bao giờ. Không bao giờ bắt điện thoại. Mẹ Hải Lì á, cả nhà cần chuyện gì á gọi bắt không bắt điện thoại đâu. Hello. Ở nhà mà có chuyện gì mà cấp cứu gọi bà bắt không giờ bắt điện thoại được cả nhà. Khổ không vậy ạ. Trời mưa. Trời mưa ở nhà mấy nay xui, tự nhiên bước con Hải Lì bị mưa. Không biết xe Hải Lì chạy ngoài mưa được không nữa, nó chết máy nửa đường nó chết chết quá.
my god, it's raining. I don't know. It was like my car can make it. I don't gotta go pick her up in the rain. My grandma called her. She gotta pick up you. Trời ơi, là vừa lái xe vừa cầm cây dù. Khổ quá, cực khổ ghê cái nha. Ây da. Tay hay là yếu, cầm bên này yếu. Trời mưa nè ha, mưa tầm tã luôn, ướt đường luôn nè cả nhà. Quần áo Hailey bắt đầu đẫm ướt luôn rồi đó cả nhà. Trời ơi, có ai hiểu được nỗi khổ của Hailey. Vì cướp con mà trời mưa tầm tã, điện thoại Hailey ướt nhẹp luôn cả nhà. Mà một mắt nữa chứ nè, nó một mắt nữa đó. Trời ơi, có ai giống Hailey khổ không? Nhưng mà chồng Hailey đi làm sao, anh cứ không có được. Hailey phải đi cướp thôi. Ướt đường luôn cả nhà thiệt. Thấy liền không nói giỡn đâu. Này nè thấy chưa, nó mưa tạnh tạ ướt luôn đấy không. Đó, đang mưa luôn đó. Nhưng phải gắng, cố gắng thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên như rồi. Thấy liền ướt không sao. Nhưng mà tội cái sợ con thấy liền á. Nó đường ướt nhẹp còn Hailey đâu có giỡn đâu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Mấy nay xui xui trời đi gước mà trời mưa nữa. Trời mưa không xài dù luôn cả nhà ơi. Tại vì xài dù á, cái mình vừa chạy á, cái gió cái nó hút vô cây dù á, cái nó làm mình nặng hơn á, nặng bớt á, mình khó chạy. Như nó kéo cái xe mình lại á. Với lại vừa cầm cây dù mà vừa cầm một tay chạy nó khó quá. Thôi chịu ướt luôn đi. Mấy nay chưa tắm mưa luôn đi, giống như là cảm giác ở Việt Nam mới tắm mưa luôn. Sắp tới trường của hai con Hailey rồi. Đây cả nhà. Lúc nào Hailey cũng đi sớm hết á. Sợ dễ. Thà rằng mình đợi con mình chứ mình không muốn con mình đợi mình. Trường này Hailey thấy cũng có rất là nhiều phụ huynh Việt Nam tới rước con của người ta lắm á cả nhà. Sắp tới để Hailey quay cho cả nhà nha. Bắt đầu trời mưa nó lâm râm lại rồi, nó không có nhiều như hồi nãy nhưng mà đủ làm cho mình ướt. Nó đủ làm cho mình ướt nếu như mà mình ở ngoài lâu. Xe hãy liệu nhẹp. Hồi đó giờ xe thấy là không có từng chạy ngoài mưa á. Hay là hồi nãy cũng lo lắm, sợ rồi mưa nó chết máy nó không chạy. Lúc đó không biết sao cứ con hãy liền nữa. Mấy đứa học sinh tới trường con hãy lì.
rồi sẵn. Thank you. Mấy người đó người ta chặn xe lại cho mình đi qua đường cả nhà. Chỗ nào mà có trường á là hay có mấy người nó làm vậy. Đó phụ huynh đứng đợi ăn đóng. Nó thấy Ly lúc nào cũng đi sớm vậy, thầy đi sớm đi. Đợi người ta mở cửa. Tay của Hailey lại tiếp tục bị chảy máu cả nhà. Bị chảy máu ngoài à. Giống như chắc bị kẹt, mở cái dù ra bị kẹt á. Bị chảy máu. Bây giờ trường kindergarten là nó sẽ ra sớm. Nó ra hình như là 1:50 á. Có nghĩa là hồi xưa con Hailey nó học trường kindergarten vậy cả nhà. Là 1:50 nó ra. Còn bây giờ nó lên được lớp 1 thì nó ra trễ chút xíu là 2:05. Và nghe nói hình như là lớp lớn hơn nữa là cả trễ hơn xíu nữa. Thì để chút nữa đợi con Hailey nó lên lớp lớn nữa, lúc đó Hailey mới biết là mấy giờ. Còn bây giờ trước mắt là như vậy đó. Hailey mới vừa gọi chồng Hailey, Hailey làm bộ mắng vốn. Hailey nói: chồng ơi, em ướt nhẹp hết trơn rồi, mưa ướt nhẹp rồi. Cái ổng nói xin lỗi em, xin lỗi em. Rồi ổng cho Hailey thấy là ổng đang ngồi trên xe, ổng lái với lại mấy cái anh lính mà mới nhập ngũ á. Tại bữa nay anh phải chở mấy người lính mới nhập ngũ đi thành phố Sacramento để làm thi á cả nhà. Cái anh nói xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi quá trời luôn. Hailey nói ok, không sao, không sao. Lâu lâu mình làm cho ông cái kiểu như là ông thấy tội lỗi vậy, bắt Hailey đi rước vậy. Nhưng mà không sao cả nhà. Hailey cũng rất là thích đi rước con, tại vì được ra khỏi nhà mình đi, mình tự bạn tự như là tự mình cảm giác cũng như là mình thấy mình được freedom cả nhà, được tự do. Chứ giống như là thường ngày đi đâu cũng phải là đi chung với chồng này kia nọ, mới là mình cảm giác là mình được đi một mình riêng mình. Mình có thể đi tới tiệm bánh, tiệm này tiệm kia, tiệm nọ để mua này kia một mình á. Mình cảm thấy mình được tự do hơn á. Giống như cảm thấy là mình không có phải là ngồi xe lăn vậy đó, cảm giác gì á. Chắc chưa tới giờ đâu. Đấy là coi là mấy giờ. Cái liền được đi sớm. Giờ này mới có, trời ơi, mới có 1:53 à, 2:05 mới ra. Phải chi mà cô giáo cho ra sớm cũng đỡ, thường thường bà cho ra đúng giờ không mới trễ xíu mà. Một mắt khó chịu lắm cả nhà. Ôi, hình như mở luôn rồi. Hình như mở luôn á. Đi tháo rồi luôn cho rồi. Biết sao một mắt không ở nhà là tại gì á? Bà bác sĩ á, bà nói con mắt của Hailey á là bà định may luôn, bà định may luôn. Khi nào mà cái bệnh của Hailey á nó hết á thì quả mai á mới tháo ra được. Hailey đâu có chịu may con mắt, Hailey dính luôn đâu. Hồi bữa mai dính luôn
cũng một thời gian mà Hailey đâu có chịu được đâu. Còn Hailey nói thôi để có cái cách khác không, thì cái cách này là cái cách mà là dán băng keo vô cả nhà, chứ mày dính luôn Hailey không chịu đâu, mà dính luôn giống như hồi bữa là đau muốn chết luôn. Mà cái này là bà để luôn rồi biết khi nào bệnh của Hailey nó lành. Mấy năm trời hả, trời chịu gì nổi. Thôi Hailey nói thôi bây giờ để tôi thử dán băng keo được không. Ngồi mấy nay con walking hay là con ngồi? Ok. Chào mừng. Want to take a picture with mommy? Được không? Đây. Let's go. This thing is so heavy. Nặng ha. Yeah. Con dựa trên vai, con để lên vai con dựa vô. Like put like this. Like this. Dựa vô vai vậy đó được hả? Đó vậy đó. Ok không? Ba cô chú đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ. Con chúc ba cô chú sức khỏe.